Tuyến đường T1 và T2 là hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Long Thành với các đầu mối giao thông quan trọng của khu vực gồm quốc lộ 51 và các tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Đường T1 có chiều dài 4,3 km với vận tốc thiết kế đạt 80 km/h theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, được triển khai từ Danh phía Tây của sân bay Long Thành đến quốc lộ 51. Từ đó kết nối giao thông từ sân bay Long Thành đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Tây sân bay. Tuyến T2 dài 3,5 km với tiêu chuẩn đường cao tốc, cùng vận tốc thiết kế đạt 100 km/h nằm trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Đây là tuyến đường rất quan trọng, tạo thành hệ thống kết nối cho sân bay Long Thành. Tổng vốn đầu tư của hai tuyến đường T1 và T2 là hơn 2.630 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 7 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.